vị và các bạn đang đón theo dõi Chuyện Showbiz ngày thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Sài Gòn TV Entertainment. Chuyện Showbiz ngày hôm nay sẽ có một số thông tin hot về các nghệ sĩ trong nước và quốc tế như sau. Mời các bạn cùng chú ý theo dõi nha. Sơn Tùng MTP xuất hiện bình thản giữa thị phi tình cảm. Lô Phúc Thịnh dọa đánh kẻ dòm ngó Mai Phương Thủy. Cư dân mạng dậy sóng khi Hà Anh Tuấn bất ngờ tham gia live show Mỹ Tâm. Trộ Tinh, Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba diễn chung sân khấu. Elizabeth Hurley bị chỉ trích vì quay ngược quá đà. Thưa quý vị và các bạn, tối qua nam ca sĩ Sơn Tùng MTP đã mở họp báo trình làng nhân vật game online của mình với khán giả. Đây là lần đầu xuất hiện của anh trước truyền thông giữa loạt drama trà xanh đang diễn ra trần trần trên mạng xã hội. Có thể thấy là Sơn Tùng lộ diện với vẻ ngoài bảnh bao đúng chuẩn chủ tịch. Anh tỏ ra thoải mái và bình tĩnh trước loạt lùm xùm đang trầm trộ khắp nơi. Xuất hiện tại sự kiện, Sơn Tùng MTP diễn trang phục vest trắng đơn giản với điểm nhấn là một chiếc khăn màu đỏ trên ngực. Tham gia buổi ra mắt nhân vật game, nam ca sĩ hào hứng và vui vẻ giới thiệu phiên bản khác của mình. Trước ống kính truyền thông, anh cũng tự tin giới thiệu bản thân cũng như cơ duyên hợp tác với thương hiệu trò chơi ảo Đình Đám. Theo tiết lộ từ phía Sơn Tùng MTP, nhân vật của anh sẽ mang đậm hình ảnh của mình từ tính cách trang phục đến giọng nói của chủ nhân hit Chắc Ai Đó Sẽ Về. Nam ca sĩ cũng khẳng định đây là phiên bản mô phỏng mình hoàn hảo nhất từ trước đến nay. Trong sự kiện, Sơn Tùng MTP luôn nhấn mạnh đây là dự án tâm huyết của mình trong năm nay, đồng thời đây còn là món quà mà anh tri ân đến fan của mình, những người hâm mộ game và khán giả. Những ồn ào xoay quanh chuyện tình cảm giữa Sơn Tùng MTP, bạn gái tin đồn Thiêu Bảo Trâm và gà cưng Hải Tú sốc xình xịch những ngày qua đã ảnh hưởng ít nhiều đến tên tuổi của anh trong mắt công chúng. Dù chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề này, nhưng thị phi khiến Sơn Tùng không bị ít fan quay lưng. Giọng ca nổi tiếng đã nhận khá nhiều sự công kích từ cộng đồng mạng. Bằng chứng là công ty của nam ca sĩ bị khán giả đánh giá một sao. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn phớt lờ điều này và thể hiện sự bình tĩnh khi xuất hiện trước truyền thông. Mới đây trên trang Facebook của mình, nam rapper Karik tiếp tục thả thính một đoạn rap love cực ngọt ngào. Ngỡ như hoàn toàn không liên quan đến những ồn ào đang xúc xinh xịt những ngày qua, nhưng netizen lại một lần nữa đồng loạt réo tên Sơn Tùng MTP, thì Bảo Trâm và Hải Tú ở ngay phía dưới phần bình luận. Cụ thể, đoạn rap mà Karik thể hiện nói về cảm xúc của một người con trai khi chia tay người yêu của mình. Cả hai đã từng có khoảng thời gian cùng nhau rất đẹp, nhưng cuối cùng do duyên phận đành phải chia xa. Rồi mai sau hai nhân vật trong ca khúc rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc, nhưng lúc ấy họ đã không còn bên nhau nữa. Ngay phía dưới phần bình luận, bên cạnh những comment mang tính chất khen ngợi và sẻ chia với Karik thường thấy, rất nhiều khán giả đã liên kết hai câu rap trên với drama trà xanh đang bùng nổ dữ dội những ngày qua giữa Tam Giác, Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm, Hải Tú. Có khán giả cho rằng hai câu rap trên xuất hiện trong thời điểm hiện tại sẽ tạo trend khắp cộng đồng mạng. Người khác lại gợi nhắc đến bức tâm thư kết bằng hai chữ thương em của Sơn Tùng. Khoảng giữa năm 2019, anh Dũng và Trương Ngọc Ánh bắt đầu vướng tin đồn tình cảm. Họ thường xuyên đồng hành với nhau ở các sự kiện cũng như có mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Không chỉ dừng lại ở đó, anh Dũng và đàn chị còn rất chăm chỉ tương tác, thả thính nhau trên mạng xã hội, khiến cho thông tin càng rộ lên. Và mới đây trong một bài phỏng vấn, nam diễn viên điển trai đã có nhiều chia sẻ về mối quan hệ với người bạn gái tin đồn lớn tuổi này. Theo những lời diễn viên Anh Dũng nhận xét có cánh về đàn chị Trương Ngọc Ánh thì với anh, nữ diễn viên là người sống tình cảm, độc lập và luôn tìm tòi cái mới trong cuộc sống, không sống an phận. Anh Dũng chia sẻ, tôi cảm thấy chị Trương Ngọc Ánh là người sống rất tình cảm, chỉ là kiểu nghệ sĩ không chọn một cuộc sống dễ dàng. Đó cũng là cách tôi sống nên cả hai có sự đồng cảm. Anh Dũng khẳng định mình gặp gỡ Trương Ngọc Ánh là do duyên và anh cũng có sự nỗ lực của bản thân, không hề có chuyện ưu ái. Những dự án của Trương Ngọc Ánh mà anh Dũng tham gia phần lớn là do anh casting hợp vai và phù hợp nên được lựa chọn. Tuy nhiên, khi được hỏi về mối quan hệ tình cảm với đàn chị thì nam diễn viên có phần né tránh. Anh không khẳng định cũng không phủ nhận, đồng thời nam diễn viên mong muốn khán giả chú ý hơn về sự nghiệp của cả hai thay vì chỉ quan tâm đến đời tư cá nhân. Nam diễn viên cũng tiết lộ bố mẹ và gia đình anh nhiều lần nhắc nhở anh khi cư dân mạng nói anh là phi công, là tình trẻ, thậm chí là từng ngăn cản anh vào Sài Gòn lập nghiệp. Tuy nhiên, với bản tính có phần cứng đầu kèm theo niềm đam mê quá lớn, nên anh Dũng đã quyết tâm nam tiến, anh tin tưởng rằng quyết định của mình là đúng đắn.
tình yêu luôn khó đoán và chẳng có giới hạn nào tồn tại mãi mãi một khi ta yêu. Hơn kém 1, 2 tuổi rồi hàng chục tuổi cũng chẳng có gì sai. Và chỉ cần dành tình cảm cho nhau thì tuổi tác cũng chỉ là những con số vô thường. Trong showbiz Việt hiện nay thì người hâm mộ chứng kiến không ít những cặp đôi đũa lệch. Ngoài Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh thì còn một cặp đôi nổi tiếng không kém là Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên. Vào tối ngày 26 tháng 1 vừa qua, phi công trẻ và nữ hoàng Phong Trà đã khiến cho hội FA ghen tị đỏ mắt khi hé lộ cách xưng hô độc đáo với nhau. Cụ thể là gì? Mời quý vị cùng theo dõi nhé! Khi Lệ Quyên đăng status dài, dường như có trải lòng đầy ẩn ý để bênh vực người tình trẻ, đồng thời cũng thông báo kết thúc ngày làm việc và sắp trở về nhà, thì Lâm Bảo Châu liền bình luận: "Bé", kèm theo biểu tượng con gà quen thuộc của cặp đôi. Không còn úp mở như trước, Lệ Quyên cũng đáp lại tình trẻ một cách tình tứ ngay và luôn: "Trật tự cho bé bay về nào". Mặc dù trên nhau 12 tuổi nhưng cách Lâm Bảo Châu gọi Lệ Quyên là bé, nghe qua cũng đủ cảm nhận cả hai đang viên mãn và hạnh phúc như thế nào rồi. Trước đó, cặp đôi còn gây bất ngờ khi thoải mái trao nhau ánh mắt âu yếm trên thảm đỏ của WeChoice Awards 2020 và thường xuyên xuất hiện bên nhau sau khi nữ ca sĩ đã xác nhận ly hôn. Phớt lờ chuyện một số anti-fan buông lời mỉa mai nam người mẫu đang dựa hơi nữ hoàng Phong Trà để nổi tiếng và ý cho rằng Lâm Bảo Châu lái máy bay, vì vật chất hiện cả hai đang tận hưởng dư vị ngọt ngào trong tình yêu. Sau hơn 20 năm theo các đoàn lô tô phục vụ bà con trên khắp cả nước, thời gian qua thì nghệ sĩ chuyển giới Hà Kiều Anh đã tạm ngừng hoạt động, thành lập mái ấm để nuôi các cụ già và trẻ em bị bố mẹ bỏ rơi. Khi mọi thứ đã ổn định, Hà Kiều Anh đã quyết định quay lại với nghệ thuật với web drama mang tên Đổi Mặt Thay Tên. Dự án này được Hà Kiều Anh đầu tư hoành tráng và rất chỉnh chu. Tại buổi ra mắt web drama vào ngày 25 tháng 1 vừa qua của Hà Kiều Anh, rất đông nghệ sĩ đình đám trong giới giải trí có mặt để chúc mừng như Trịnh Kim Chi, Võ Hoàng Yến, Nam Em, Nguyễn Hoàng Thức, Trương Thanh Long, Tâm Thảo. Cũng tại sự kiện này, người đẹp chuyển giới Hà Kiều Anh lý giải về cái tên giống Hoa hậu Việt Nam 1992. Cô nói: "Tôi rất mến mộ tài năng cũng như là vẻ đẹp của đàn chị nên quyết định lấy nghệ danh này để theo đuổi những hoạt động nghệ thuật. Dù có nhiều lời ra tiếng vào nhưng tôi luôn vững vàng lòng tin vào cách mình sống và cống hiến cho đời". Được biết, ngoài Hà Kiều Anh, bộ phim lần này còn có sự góp mặt của hai nam diễn viên điển trai thủ vai chính là Hoàng Quốc Thông trong vai Tuấn và Huỳnh Tấn Phát vai Đức. Song song là sự xuất hiện của các khách mời như nghệ sĩ Hải Lý, ngọc nữ Lô Tô Tâm Thảo và diễn viên Su Su Trần Gia Huy. Thời gian gần đây, Nữ Phước Thịnh và bạn gái tin đồn Mai Phương Thúy liên tục khiến cư dân mạng quan tâm bởi mối quan hệ đậm chất ngôn tình cùng rất nhiều mang thả thính mùi mẫn. Vào tối ngày 26 tháng 1, công chúng lại được một phen phát hờn khi cả hai tiếp tục đẩy sự ngọt ngào của mình lên tới một level đỉnh cao. Màn thả thính sự ngọt ngào lần này của cặp đôi là ngay tại Facebook của chàng Nu. Ngay sau khi Nữ Phước Thịnh khoe tấm ảnh body vạm vỡ, Mai Phương Thúy liền bình luận kèm theo một tiếng baby thân thương: "Cơ lên đẹp quá, tủ lạnh còn dưa hấu không baby". Liền sau đó, người tung kẻ hứng cả hai liên tục tán tỉnh nhau thông qua câu chuyện xoay quanh việc gọt dưa. Khỏi nói cũng biết fan của hai ngôi sao thích thú đứng ngồi không yên trước màn cưa cắm dễ thương này như thế nào. Không những là thả like tới tấp, netizen còn để lại hàng loạt bình luận hưởng ứng đẩy thuyền cho hai người. Tiếp đó, khi được một người bạn rủ đi chạy bộ cùng Mai Phương Thúy, giọng ca "Yêu một người sao buồn đến thế" tỏ ra phân vân. Chắc chả chạy được bao xa vì lại phải bụp mấy ông ngắm vợ mình. Câu trả lời như ngầm khẳng định chủ quyền bằng vũ lực của sao nam khiến mọi người tiếp tục choáng váng. Trước đó, trên mạng xã hội, Nữ Phước Thịnh vẫn luôn xưng hô vợ chồng ngọt xớt với Hoa hậu Việt Nam 2006. Dù đã xác nhận chia tay từ lâu nhưng sự thân thiết và những màn tung thính gần đây của Nữ Phước Thịnh và Mai Phương Thúy luôn khiến fan nuôi hy vọng cả hai sẽ nối lại tình xưa. Quang Lê được coi là một trong những nam ca sĩ đào hoa của showbiz Việt. Vậy quanh anh có rất nhiều tin đồn tình ái với các người đẹp, hot girl. Và mới đây nhất thì một nàng hot girl bốc lửa kém Quang Lê tới 13 tuổi bỗng dưng chia sẻ loạt ảnh tình cảm bên nam ca sĩ cùng lời nhắn chúc mừng sinh nhật rất mùi mẫn, khiến cho cộng đồng mạng choáng váng. Hiện tại, nam ca sĩ chia sẻ mình đang độc thân, dồn tâm sức vào lo cho sự nghiệp dù không công khai tình cảm với bất cứ cô gái nào. Nhưng Quang Lê cũng nhiều lần được bắt gặp tình tứ bên một cô gái trẻ là Ivy Lê. Trong ngày sinh nhật của anh, trên trang cá nhân của mình, Ivy viết "Happy birthday with anh 2020. Chúc anh tuổi mới sẽ thành công rực rỡ và luôn tràn ngập tiếng cười. Chúc anh luôn có được tình yêu thương của tất cả mọi người, trong đó không thể thiếu em. Best wish for you". Ivy và Quang Lê liên tiếp có những hình ảnh thân mật, cả hai không ngần ngại chụp những bức ảnh nắm tay, thậm chí là ôm hôn nhau như một đôi tình nhân thật sự. Khi được hỏi về quan hệ tình cảm thì Quang Lê lại lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết đó chỉ là chụp cho vui chứ không hề có ý gì như phỏng đoán của cư dân mạng.
Ivy Lê là cái tên quen thuộc với khán giả Việt. Cô nàng sinh năm 1992, được biết đến là vợ cũ của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Cặp đôi từng bí mật kết hôn năm 2012 nhưng chia tay sau khi chung sống không lâu. Ngoài Quang Lê, Ivy Lê còn chơi khá thân với vợ chồng của Đan Trường, từng xuất hiện trong tiệc riêng tư của gia đình nam ca sĩ. Thưa quý vị, sau khi hé lộ Phan Mạnh Quỳnh là khách mời đầu tiên trong live show Tri Âm, tối ngày 26 tháng 1 vừa qua, Mỹ Tâm lại một lần nữa khiến cho người hâm mộ đứng ngồi không yên khi bật mí tiếp danh tính khách mời đặc biệt thứ hai. Không ai khác, đó chính là nam ca sĩ điển trai Hà Anh Tuấn. Hà Anh Tuấn lần đầu tiên sẽ xuất hiện ở live show riêng của Họa Mi Tóc Nâu. Trước đó, cả hai đã từng hòa giọng tại một số sự kiện, tạo nên sự ăn ý. Đặc biệt, Mỹ Tâm cũng từng xuất hiện trong Romance Concert của Hà Anh Tuấn. Sự tình tứ giữa hai người từng bị fan đẩy thuyền nhiệt tình. Trong hậu trường tập luyện, Hà Anh Tuấn ôm, dành cho Mỹ Tâm nụ hôn ngọt ngào từng khiến cho fan dậy sóng. Nhiều người còn gọi Hà Anh Tuấn là người đàn ông bí mật của Mỹ Tâm. Sau đó, nữ ca sĩ phải lên tiếng khẳng định không có mối quan hệ trên mức tình bạn giữa họ. Cô chỉ xem Hà Anh Tuấn là đồng nghiệp tốt, song ca ăn ý trên sân khấu. Không phải là yêu nha, Mỹ Tâm nhấn mạnh. Còn Hà Anh Tuấn thì luôn xem Mỹ Tâm là một bông hoa xinh đẹp và truyền cảm hứng. Trên sân khấu live show Tri Âm sắp tới, fan mong muốn cả hai sẽ có những màn song ca mới mẻ, thú vị. Ngoài Đừng Hỏi Em, Người Hãy Quên Em Đi, rất vui được gặp nhau mà họ đã từng thể hiện. Bây giờ sẽ là phần tin showbiz trên thế giới. Và thưa quý vị, nhiều năm nay thì chúng ta cũng đã biết giá trị thương mại của nữ diễn viên Phạm Băng Băng luôn thuộc top đầu giới giải trí. Cùng với sức ảnh hưởng của mình, bất kể những sản phẩm được cô giới thiệu đều dễ cháy hàng, độ hot tăng đáng kể. Và nắm bắt được tâm lý dư luận, rất nhiều kênh bán hàng livestream giả danh Phạm Băng Băng thi nhau ra đời để tên tuổi của mình không chịu ảnh hưởng xấu bởi các bản sao này gây ra. Mới đây, Phạm Băng Băng đã ra quyết định khởi kiện nhằm dẹp bỏ đội quân hàng fake này. Hiện nay, các cô gái hay thậm chí còn có nam cải trang thành nữ phẫu thuật thẩm mỹ trang điểm dùng app filler để biến hình, mong muốn được trở thành Phạm Băng Băng hàng thật. Họ phủ sóng trên các trang mạng livestream của Taobao, Douyin gắn mác Phạm Băng Băng để quảng cáo bán sản phẩm. Bên cạnh nhan sắc pha ke, cô nàng họ Phạm, để người dùng dễ nhầm lẫn với bản chính, thì các bản sao này còn thay đổi tên tuổi, đặt tên tài khoản khiến cho dân mạng choáng váng, cứ tưởng Phạm Băng Băng hàng thật như là Băng Băng Phạm, Phạm Gia Băng, Hạ Băng, Tiểu Băng Băng. Ngoài thu nhập trên sóng livestream, các bản sao hàng nhái này còn lấy tên tuổi Phạm Băng Băng tham dự các sự kiện nhỏ hay là khai trương cửa hàng. Chính vì những điều này, ngày hôm qua, công ty luật do nàng ủy thác bảo vệ quyền lợi đã công khai kết quả vụ kiện vào tháng 5 năm 2020 của Phạm Băng Băng đối với kênh livestream vì tội giả danh mượn tên thật của Phạm Băng Băng để livestream bán hàng. Không chỉ có fan cứng của cô mà hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra tán thành, ủng hộ nữ diễn viên nổi tiếng mạnh tay khởi kiện những kẻ giả mạo này. Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đang được xem là cặp đôi tin đồn nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ. Nếu như những nghệ sĩ khác nhanh chóng thanh minh, phủ nhận trước những tin đồn tình cảm, thì cặp đôi màn ảnh này lại chỉ dửng dưng im lặng trước sức ép yêu cầu làm rõ của fan hâm mộ. Và hiện netizen xứ Trung đang rần rần bàn tán về những động thái mới cực kỳ đáng ngờ của Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba. Hiện nay, các nhà đài truyền hình ở đất nước tỷ dân đang bận rộn chuẩn bị gala mừng xuân chào đón năm mới. Điều đáng nói là rộ tin cả Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đều lựa chọn cùng tham dự đêm hội giao thừa của Đài Đông Phương. Cư dân mạng suy đoán cả hai không hề né tránh lẫn nhau dù đang dính phải tin đồn tình cảm. Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba là hai nghệ sĩ trẻ nổi tiếng bậc nhất showbiz nên netizen cho rằng nhà đài sẽ không cắt cảnh quay nào giữa họ. Cả hai sẽ biểu diễn chung một ca khúc cùng với vũ điệu có thể là múa hoặc là nhảy hiện đại. Nhiều khán giả tin rằng chỉ cần họ cùng nhau xuất hiện đồng nghĩa với việc xác nhận hẹn hò. Các bạn có mong chờ vào tiết mục đặc biệt này hay không? Chúng ta hãy cùng ngóng trong những ngày sắp tới nhé! Lee Hyori là gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho thế hệ thần tượng đời đầu của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Không chỉ xinh đẹp, tài năng, những phát ngôn bá đạo của cô trên các chương trình thực tế của Hàn Quốc chắc chắn có thể tổng hợp lại thành một danh sách dài. Cứ thỉnh thoảng thì fan lại đào những câu chuyện huyền thoại của cô. Và mới đây thì khắp mạng xã hội xôn xao trước lời nhắn nhủ đầy ngang ngược của Lee Hyori gửi đến mẹ chồng của mình trong chương trình Radio Star từ tận năm 2018. Cụ thể, nữ hoàng sexy đã hài hước thừa nhận: "Mẹ ơi, dù con không giỏi nữ công gia chánh nhưng con rất giỏi kiếm tiền." Lời nhắn tuy vô cùng đáng yêu và hài hước mang tính vui đùa nhưng vô tình cũng giúp cho Lee Hyori khoe khéo khối tài sản đáng ghen tị. Đặc biệt, phát biểu cực đáng yêu này đã giúp cho Lee Hyori khẳng định điểm mạnh cực giỏi kiếm tiền của mình và vừa vặn che lấp điểm yếu về nữ công gia chánh.
Xem lại số gia sản của Lee Hyori, chắc chắn là nhiều khán giả sẽ phải gật gù đồng tình với phát ngôn bá đạo của cô. Với khoản thu nhập khủng mỗi năm, Lee Hyori thường xuyên chi mạnh vào đầu tư bất động sản. Đặc biệt nhất, chính Lee Hyori cũng đã từng tự tin phát biểu bản thân xài tiền cả đời cũng không hết. Có lẽ đúng là như vậy khi vào năm 2006, cô đã là nữ ca sĩ có thu nhập khủng nhất của KBIS. Đến nay thì Lee Hyori vẫn năng nổ hoạt động, thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình. Tính đến thời điểm kết hôn, tài sản của cô ước tính lên tới hơn 46 tỷ won, tương đương là khoảng 961,7 tỷ đồng. Bởi vậy, phát biểu đầy tự tin của nữ nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất xứ Hàn gửi đến mẹ chồng của cô hoàn toàn là có cơ sở và chắc chắn không phải là lời nói đùa. Sở hữu thân hình trẻ đẹp quyến tuổi, Elizabeth Hurley vốn không xa lạ với những bức ảnh khoe cơ thể trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hôm ngày 25 tháng 1 vừa qua, cô lại gây tranh cãi vì loạt ảnh lộ ngực táo bạo. Thậm chí thì MC truyền hình Piers Morgan còn cho rằng cô nên mặc áo vào và ngưng nhờ con trai chụp ảnh sexy. Nữ diễn viên 55 tuổi mặc nội y giữa trời tuyết chỉ khoác hờ chiếc áo lông khoe triệt để cơ thể nuột nà và vòng một tròn trịa nóng bỏng. Cô chú thích về bức ảnh làm sao tôi có thể cưỡng lại được đây. Trong khi hàng ngàn fan thả tim và khen ngợi hình ảnh của Elizabeth Hurley, thì MC quyền lực của truyền hình Anh, ông Piers Morgan lại cảm thấy nhức mắt và vô cùng khó chịu. Trong show Good Morning Britain vào hôm 26 tháng 1, Piers Morgan thẳng thắn phê bình màn khoe thân của Elizabeth Hurley. Ồ, cô ấy trông rất xinh đẹp nhưng Liz, bạn đang làm gì vậy? Đứng giữa tuyết và cởi đồ ra, ai chụp những bức ảnh này cho bạn? Cô trai 19 tuổi của bạn đã chụp phải không? Nó có bị rợn người không? Tất cả những gì tôi có thể miêu tả là chúng trông thèm khát và rợn gai ốc. Tuy nhiên, đồng nghiệp nữ của ông là Susanna Reck, 50 tuổi lại bên vực Elizabeth. Cô phản bác Piers Morgan, xin lỗi anh, phụ nữ cứ ngoài 50 tuổi là không được phép hở ngực sao? Elizabeth Hurley từng nhận nhiều ý kiến trái chiều với những ảnh sexy trên Instagram của mình, nhưng cô nàng không ngần ngại dư luận. Elizabeth hiện độc thân và sống cùng con trai 19 tuổi tên là Damian. Trước đó, cô ly hôn với doanh nhân Aaron Neyer năm 2011 và có mối quan hệ kéo dài 13 năm với tài tử Hugh Grant. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyện showbiz ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chuyện showbiz của Saigon TV Entertainment sẽ quay lại vào thứ Bảy sắp tới trong khung giờ quen thuộc 19:30. Còn bây giờ, Hồng Nhi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.